Nhà là phải có nóc anh em. Quầy hả bự. Gặp người làm mình khó chịu thì có nên đấm vô mồm nó cô a. Cảm ơn T-Net nha. Người làm mình khó chịu hả? Mình sao mình phải đi quan tâm đến người làm mình khó chịu nha. Giống như mết đi ra ngoài đường á, mới đâu có bao giờ quan tâm đến những cái người mà người ta không thích mình hay là làm mình khó chịu đâu. Mình kệ người ta thôi. Nhưng mà mình mết về nhà á, Thùy ba hay làm chọc ghẹo mết này, mết hay tán quá. Giả mỏ. Lâu lâu chọc chọc kêu ghẹo mết kêu giả cho cái mỏ cái bây giờ. Xong rồi ba đưa mặt này nè, đâu anh thử làm cái coi. Giả cho cái chát. Ừ hình quá ba đi chạy bộ rồi. Hên. Quên, nãy quên check coi có ai ở ngoài nhà không nữa. Yeah boy. Thì tính ra cái khoảng cách sinh tử nó mong manh hay ha. Bữa nào Amas về quê ủng hộ dịch vụ cắt tóc ban đêm của em tại Long Xuyên nha. Sao dịch vụ cắt tóc mà ban đêm? Ê, ngày mới đi cắt tóc nè anh em. Trời ơi. Hôm nay tôi đi cắt tóc á, tóc của tôi nó nhiều tới cái mức đó nha. Cái thằng cắt tóc cho tôi là lúc mà tôi vô cắt tóc là kế bên có một người đang cắt giữa chừng, tôi vô ngồi cắt. Thì cái ông kế bên cắt xong cho cái người đó, rồi cắt thêm cho một người khác nữa, cắt xong cho cái người đó luôn, tôi vẫn đang ngồi cắt. Tôi tin được là bây giờ mỗi một lần mà tôi đi cắt tóc là nó cắt cho tôi, tức là ngồi cắt tóc cho tôi thôi nha, là ngồi một tiếng đồng hồ. Má mệt thiệt chứ. Bây giờ có cách nào để mình cắt tóc 5 phút xong mà nó vẫn được như ý mình muốn không anh em? Khổ vãi. Không tính cạo chọc nha. Tại vì bây giờ anh em biết là tóc mất rất là dày và nhiều, cho nên là nó phải tỉa rồi nó canh ke đồ. Tính ra bây giờ nếu như mà tóc mết mà muốn cắt mà nhìn cho nó gọn á là 10 ngày phải cắt một lần. Ủa gì Z3 sao nói mới bay từ Hàn về? Thì bay từ Hàn về xong rồi đi cắt tóc. Sao thế nhờ ông, sao thế nhờ? Anh em cắt tóc một tiếng thì bình thường chứ anh em, chứ có gì đâu mà cắt dở. Thật ra thì người ta cắt mà người ta tỉa cho mình từng cái góc cạnh đồ cho nó gọn thì nó là mình quý cái thợ cắt tóc đó thôi chứ có cái gì đâu. Thật ra thì nhanh hay chậm nó cũng tùy thợ, nhưng mà thợ mà người ta cắt lâu năm rồi mà người ta cắt cho mình lâu thì có nghĩa là người ta làm kỹ thôi chứ đâu phải người ta dở đâu. Giống như tóc của mớ đó cắt thì nó rất là ít bị những cái chỗ dư thừa. Giống như thường á, anh em cắt tóc về anh em sẽ để ý nha, nó sẽ có những cái cọng tóc nó bị chỉa ra, hay là ví dụ như những cái bên bát này nè, hay là cái máy của mình á, nó sẽ không có được đều, nhìn nó không có được đẹp. Còn thợ má nó cắt á là nó cắt nó chỉnh rất là kỹ. Má hay cắt ở ngoài gì nè, Lim Bay Bờ ở chợ Tân Mỹ á, ở ngay quận 7 nè. Chỗ đó đông á, má chỗ đó cắt đông vậy, lúc nào cũng ngạt người ta chứ. Chỗ đó một ngày nếu mà tính trung bình thì người ta cắt phải cỡ chừng 1.000 khách tầm đó. Không, 1.000 thì hơi nhiều, cắt 500. 1.000 người ta cắt 500 khách. Người ta có khoảng chừng 20 cái ghế ngồi. Hôm bữa mới xin qua bển làm thợ cắt tóc nhưng mà người ta kêu full này. Anh em ha. Ở thằng này giống tuôn quá vậy. Ở cái quần què gì vậy? Trời ơi thằng ở đây nó chạy ra tới mít luôn. Giết luôn. Vừa lòng tao. Coconut. Mất hay nói mất yêu y viewer. Vậy cho hỏi Musk chúng Việt lâu có chia viewer ca hay sủi như sủi stream luôn. Trời ơi. Bây giờ ví dụ mà Musk chúng 10 tỷ đi đúng không? Musk lấy 5 xị, Musk lấy 5 xị, Musk nghiêm túc luôn. Ở chung kết Musk thế giới tổ chức một buổi offline cho anh em liền 5 xị. Giỡn hoài, tôi thương mấy ông đồ không hết luôn á chứ. Cũng được thôi. Tiền nào của đó chứ anh em. Miễn phí nó khác. Nhưng mà Mết sẽ không có trúng Vietlott được, tại vì Mết không mua Vietlott đâu. Trời đây nè, nói mấy ông không tin chứ. Mua giấy số của bây giờ dò đéo đâu. Nhắc mới nhớ. Đi mà nè. Không phải góp tiền thì mấy đi. Cái tờ giấy số này nè là thường là dạng như là đi ăn ban đêm ở quán rồi mấy cái bà già mà mấy bà nhìn xót quá.
thì cố cắn răng ủng hộ một tờ thôi, tại vì lúc nào cũng nói với người ta là mình không có mua. Nhưng mà ví dụ như mà ai mà mấy ông cũng ủng hộ tiền thì tiền bao nhiêu cho đủ, hiểu không? Thì ví dụ như mình trong vài người mình mua ủng hộ một hai người một hai tờ thôi, mua về chưa bao giờ dò luôn, mấy chục tấm là không bao giờ dò. Hôm bữa tôi đi về quê xong rồi móc trong túi đâu ra cả chục tờ á, cái tôi đưa bà ngoại tôi nè, ngoại coi cái tờ nào còn hạn ngoại dò đi, ngoại tôi mới kêu hết hạn hết trơn rồi mày ơi. Dạ rồi. Có dò đâu chúng. Mày hỏi tao để mày biết chúng hay không, mày chưa dò luôn gì. Tao biết. Móc đó. Móc. Mày vậy mày múa nữa đi. Trời ơi đủ. Bro. Quá chưa đời. Mày hết chiêu thì mày đi về đi, mày hai thằng đứng làm cái bia tập bắn à. Wow. Có bệnh gì vậy? Ờ à, che. Không bao giờ bỏ bạn, đúng không? Thép. Móc. Ừ. Quầy hả bự. Cắn đó. Tạm biệt. Ủa? Thằng Lee Sin, cái tên của Lee Sin này nãy giờ hình như cũng có một ông donate, đang donate cho tôi cái tên giống giống Lee Sin này nè. Phải ông đó không ta? Không lẽ nó vừa đánh, nó vừa donate cho mình được. Ê, từ ngữ nha, chú ý ngôn từ nha. Nè, ơi gì? Nón ha, mới lên nón. Ê, khoan. Ừ. Trời ơi, thằng rừng biết chơi nè. Thằng ở đây không biết chơi, ở đây không có sách. Gà. Nè, nhìn mất 10 sách nè. Ê, thôi. Tao tôi nói tìm hình Baron nha. Núp trong nhà không vậy? Nhưng mà mấy ông có biết là kiếm của hội kín á, nó được xóa đi tại vì quá ít người mua, chứ không phải là do nó quá bá đạo. Hồi đó tôi còn nhớ mà ông xin béo của Fulwit á, ông đánh con cọc kỳ cứ xanh một hồi là ông lên vừa kiếm vừa sách, xong rồi ông snowball đụng ông quýnh một hồi tầm 10-0 là ông, tôi nói mấy ông bắn thằng hai cái chết. Ê dạ, cái gì vậy? Ờ sao nó choáng tôi lâu dữ vậy? Chết mẹ dìm, dìm cái ní ơi. Tao vô đây. Ơi quầy hả bự. Ủa, tìm mất 4 đồng rồi đó hả? Trời ơi, nãy giờ lo nó dốc, không có biết cái gì đâu. Nối dốc nha, nãy giờ mới lo mất nối dốc chứ không phải là nói dốc nha anh em. Nối dốc tức là mình nối cái dốc lại. Tại sao? Có nghĩa là sao? Chúng ta thấy là hiện tại là Gam và Teamwell đang có một cái phong độ rất là chói sáng ở chung với thế giới à, có nghĩa là chúng ta đang đi lên. Thì mất nối dốc chứ không phải là mất nói dốc. Không phải chắc xíu nên tao bán á. Ước gì tầm này ha. Tầm này có con cá điêu hồng chiên ha, sốt gà ha. Xong rồi chén nước mắm thiệt cay, cắt vô khoảng chừng 20 cái ớt đồ. Xong rồi thêm một dĩa xoài bầm ha. Rồi. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó. Lại dở nồi cơm ra, chưa bật nút. Hồi xưa tôi chửi suốt cái vụ đó luôn á. Ồ, đồ ăn nấu, ôi nghĩ đó, ồ má cơm nóng đồ này nọ, đồ đã dọn đồ ăn hết luôn, lại nhớ nồi cơm mình chưa bật nút. Hồi xưa nhà tôi bận mà, cho nên là nhà tôi là thường hay phụ nấu cơm. Nhưng mà tính ra lâu lắm rồi chưa ăn cái món cá điêu hồng sốt cà đó. Đúng rồi, bây giờ thì nấu hết mà. Nhà là phải có nóc anh em, phụ nữ trong gia đình là phải làm hết. Nấu ăn, dọn dẹp, quét nhà, rửa chén, giặt đồ rồi là thì lo hết. Bữa nào ha mà tôi stream mệt mỏi ha, stream xong ha mà tôi ra tôi không thấy đồ ăn ha, tôi chửi điên. Quầy hả bự. Ây da. Ủa đâu thấy đâu ta, vậy sao nãy thằng vì sao nãy thằng Serat nó thấy mình ta? Và ok, va làm sao quên rồi.
Anh em ơi, dẫu biết là cuộc vui nào thì cũng sẽ có lúc phải tàn, nhưng mà lòng mết đau quặn khi mà chúng ta chia tay nhau. Đó thì hôm nay mết định nào, nhưng mà hồi nãy do là sao đi chăng nữa thì cũng anh em mình yêu thương viewer mình mà, mình la một chút để chúng ta gặp nhau, cho nên ăn uống nó không có đầy đủ. Ừ nãy có ăn luôn. Gần nhất của tôi là vào lúc 3 giờ chiều, tới bây giờ nó là 8 tiếng rồi, cho nên tôi đói lắm rồi, bụng nãy giờ đói lắm rồi. Cho nên là phải uống nước quái vật để lấy năng lượng đó, anh em thấy mà, đấy, đấy. Bye bye cả nhà nha. Anh em cảm ơn tất cả anh em ủng hộ stream ngày hôm nay của mình rất là nhiều. Anh em có biết là anh em quên giọng, anh em quên like kênh mình đây nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, chào cả nhà.